Câu chuyện về Minh sư Khổng Tử và Hạng Thác. Không cần phải quấy rối hoặc đối xử bất công với ai đó chỉ vì họ theo đảng đối lập. Chỉ vì tôi ủng hộ cựu Tổng thống Trump bởi vì ông là Tổng thống tốt và là người theo đảng Cộng hòa. Không có nghĩa là tôi sẽ buộc tội hoặc tìm cách hại những ai khác thuộc đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ có nhiều Tổng thống tốt, nhiều thống đốc tốt và nhiều viên chức chính phủ tốt. Chúng ta không phải ai cũng biết về họ, dĩ nhiên. Cho dù mình là người trung thành với đảng Cộng hòa, mình cũng không nên hại những người khác trong đảng đối lập một cách bất công, nếu họ làm điều tốt cho người dân. Đúng không? Ý ta nói rốt cuộc, nếu là người theo đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ, quý vị muốn cống hiến cuộc đời, tài năng của mình chỉ để giúp đồng bào mình thôi. Vậy thì bất cứ ai, bất kể thuộc đảng gì, nếu họ giúp quốc gia, giúp đồng bào mình, thì họ nên được sự ủng hộ của quý vị, đúng không? Hoặc ít nhất, không làm hại họ, chỉ vì họ theo đảng đối lập. Ngay cả chúng ta, người vô minh, người ngu dốt cũng nghĩ như vậy. Huống hồ những người khác đang nắm quyền lực, phải chăm sóc cho người dân Mỹ, sao lại không nghĩ tới điều đó, không nghĩ tới nguyên lý đạo đức này? Thưa sư phụ, có bản tin khác nói là những người theo QAnon đã nói rằng Tổng thống Trump sẽ nhậm chức lại vào ngày 4 tháng 3 năm nay. Con thắc mắc là có điều gì ngài có thể nói với chúng con về chuyện này không? Ồ, phải, có lẽ họ nói đúng, chỉ là thời gian khác và địa điểm khác nhé. Khoảng thời gian đó, họ có buổi họp lớn nào đó ở Florida, phải không? Ông nói chuyện vào ngày 28 tháng 2. Được, được, tốt, tại Florida, dạ. Chỉ vậy phải không? À, ngày 28, mồng 1, mồng 2, mồng 3, mồng 4. Vậy là 4 ngày. 4 ngày trước ngày 4 tháng 3, đúng không? Tôi nghĩ họ hoặc QAnon tựa như nhà ngoại cảm hoặc gì đó hả? Họ có thể như nhà tiên tri. Họ đưa tin về những diễn biến chính trị và người dân trên mạng. Và những người ủng hộ tin vào những gì họ nói. Ồ, tôi hiểu, có thể. Có lẽ họ có thể thấy gì đó trong tương lai, kiểu như họ có một nhóm những người siêu linh. Rồi họ có thể kiểu như tiên đoán về những gì xảy ra cho người nào đó mà họ muốn biết. Và có lẽ họ chỉ đoán sai vài ngày, thời gian. Điều đó thường xảy ra. Rất hiếm khi họ có thể xác định giờ, phút hoặc ngày chính xác. Vậy có lẽ họ nói đúng bởi vì Tổng thống Trump sau đó được tiếp đón vô cùng ân cần. Rất. Có chữ gì khác hơn chữ hoan nghênh? Được tiếp đón nồng hậu ạ. À. Được tiếp đón nồng hậu trong họ gọi là gì? CABD gì đó. Buổi họp mặt đó là gì? Đó là Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ hoặc CBAC. À, CBAC, ông được tiếp đón rất nồng nhiệt và được ca ngợi trong đảng đó. Đây là những người vẫn ủng hộ ông và 46% người dân theo các cuộc thăm dò trên bản tin. Họ nói họ sẽ rời bỏ đảng Cộng hòa nếu Trump rời đảng Cộng hòa. Và nếu Tổng thống Trump lập ra đảng khác, họ sẽ tham gia cùng ông và rời khỏi đảng Cộng hòa. 46% sẽ rời khỏi đảng. Đó là theo cuộc thăm dò ngẫu nhiên. Và hãy nhớ là khi còn dùng Twitter, ông có hơn 88 triệu người theo ông. Thành ra tôi đã bảo quý vị rằng, theo lời tôi hỏi thiên đàng bên trong, ông đã có hơn 85 triệu cử tri bầu cho ông. Bởi vì trong số 88 triệu, 85 triệu người đã bầu cho ông. Đó là bình thường. Đó là hợp lý, không phải sao? Không cần phải là thiên tài toán học để đoán điều đó. Thậm chí không cần bằng chứng nào hoặc bất cứ điều gì. Quý vị cũng biết được điều đó, phải không? Giờ thì một điều khác, tôi đọc trên bản tin đâu đó, họ còn tạc tượng cho ông nữa. Và mạ vàng, hay quá. Rất nhiều vàng bởi vì ông cao lớn. Tượng lớn cỡ người thật, phải không? Hoặc ít nhất đó là một kích cỡ lớn. Và với lá cờ Mỹ, vậy điều đó giống lễ nhậm chức theo ý nghĩa khác. Kiểu như ông nhậm chức làm người lãnh đạo của đảng Cộng hòa lần nữa.
Ông vẫn là người lãnh đạo, vẫn là chủ tịch của đảng Cộng Hòa, của các viên chức và những người theo đảng Cộng Hòa. Đó là hàng triệu người, ít nhất là 88 triệu người. Ít nhất là 88 triệu. Đó là hơn phần nửa quốc gia hoặc tối thiểu phần nửa quốc gia. Phần nửa số dân ở tuổi bỏ phiếu, không phải sao? Bởi vì không phải người Mỹ nào cũng có thể đi bầu. Họ chưa đến tuổi trưởng thành. Có những trẻ em, những em bé. Vậy đó giống như là phần nửa số công dân có thể đi bầu. Theo một nghĩa nào đó, ông là tổng thống lần nữa. Nên họ nói rằng ông sẽ nhậm chức thì cũng đúng. Nhưng họ nói ngày tháng có phần khác. Khác 4 ngày hay là sao? 28, 1, 2, 3, khác tới 4 ngày hoặc 5 ngày. Khác 4 hoặc 5 ngày, còn tùy vào thời gian ở đó. Vậy có lẽ họ nhìn thấy điều này chỉ là ngày tháng phần nào bị lu mờ. Ngày tháng mình không thật sự biết được, hầu như mọi lúc, người ngoại cảm giỏi nhất cũng không thể biết. Họ có thể đưa ra lời cảnh báo hoặc điều gì đó vài ngày trước hoặc khoảng thời gian này kia, nhưng không thể luôn nói chính xác. Nếu không, họ đã có thể cứu được Tổng thống Kennedy rồi hoặc những tổng thống khác đã bị bắn. Nhưng tôi bảo quý vị rồi, tòa Bạch Ốc đó là nơi đường địa ngục. Họ xây nó ở đó. Đó cũng là vì nghiệp quả từ trận nội chiến trước đó và những cuộc chiến khác với người Mỹ bản địa. Vì vậy, vô tình họ chọn khu vực đó. Và cổng không phải lúc nào cũng mở. Nhưng nếu một số nghiệp lớn đến, thì cổng địa ngục sẽ mở ra và ma quỷ đi lên gây rắc rối như thế đó, cho tổng thống hoặc cho những người tốt, các thống đốc tốt chẳng hạn, hoặc những viên chức tốt, hoặc những nhân viên chính phủ tốt khiến cho họ làm sai hoặc buộc tội họ sai lầm hoặc đại khái vậy. Hại họ bằng cách nào đó hoặc bị bắn mặc dù không chết nhưng cũng bị hủy hoại danh tiếng. Quý vị không thấy nhiều quốc gia khác có quá nhiều tổng thống chịu danh tiếng xấu như thế hoặc quá nhiều tổng thống bị chết hoặc bị thương như vậy hoặc bị hủy hoại danh tiếng như trong quốc gia quý vị. Hoặc rất nhiều tổng thống đã chết hoặc bị thương như vậy, hoặc bị hủy hoại danh tiếng như trong quốc gia quý vị, vì tòa Bạch Ốc. Nhưng không ai nghe lời tôi, dĩ nhiên. Tôi chỉ nói với quý vị thôi, bởi vì quý vị biết và quý vị tin tôi. Tôi đã bảo quý vị từ lâu rồi về vị trí của nhiều dinh chính phủ của nhiều chính phủ. Ngay cả số 10, phố Downing, cũng có vấn đề ở đó. Nhưng người Anh, họ ít tham gia vào những cuộc chiến khắp thế giới nên hậu quả ít rắc rối hơn, ít nghiêm trọng. Và cũng có nhiều nhà lãnh đạo chính phủ tốt trong cả hai đảng và điều đó cân bằng một chút. Vì vậy họ không có quá nhiều vấn đề như tòa Bạch Ốc của người Mỹ. Quý vị cũng phải biết gì đó từ bên trong để hiểu những hiện tượng này. Như tại sao họ không tiên đoán đúng. Không đúng 100% nhưng có đúng theo cách nào đó. Thưa sư phụ, trong một tâm tình khán giả gần đây trên tin đáng chú ý, ngài nói rằng ngài bị đau nhức khi làm việc liên tục trên máy tính. Các ngón tay của ngài và khắp thân thể và ngài đang mất dần cơ bắp. Ngài vẫn còn cơn đau này không? Hay là đã khá hơn thưa sư phụ? Đỡ hơn rồi, đỡ hơn, hầu như ngay lập tức. Đau trong cơ thể là bởi vì nó ở bên trong mạch máu và bên trong cơ bắp. Nó chưa hết ngay lập tức, nhưng đã khá hơn. Ồ, xin lỗi, tôi đã làm quý vị lo lắng. Có lẽ nhờ lực lượng từ lời cầu nguyện của quý vị. Tôi biết quý vị đã cầu nguyện cho tôi, phải không, ngay sau đó? Hoặc có thể là nhờ sự sắp xếp lại hệ thống máy tính của tôi. Nhưng mình không thể tránh hoài được. Chẳng hạn, như bây giờ tôi phải ngồi ngay phía trước bên cạnh máy điện toán. Chỉ là không để mấy ngón tay lên đó. Vậy chúng ta không thể. Tôi không thể luôn tránh được. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ sắp xếp theo cách khác để tôi... Nhưng nếu không dùng máy tính thì có thể dùng màn hình lớn. Nhưng cho việc này tôi không thể bởi vì không thấy quý vị. Máy tính sẽ che hết mọi thứ. Có lẽ tôi có thể sắp xếp khác đi, nhưng tôi chưa nghĩ tới phải làm gì. Mỗi ngày đều quá bận để nghĩ tới mọi chuyện.
Ngay cả vấn đề nào đó tôi có hoặc ngay cả người nào đó đem thuốc men tới và tôi quên mất. Tôi quên đến nhiều ngày sau đó mới nhớ thì tôi đi lấy. Và đôi khi tôi cất vào nơi nào đó rồi quên. Không tìm thấy nó nên tôi nói, ồ, thôi kệ, để lần sau. Và rồi lần sau, lại quên nữa rồi quên nữa. Vậy đó, cuộc đời tôi thật không dễ lắm. Lý do tôi nói như vậy trên tâm tình khán giả không phải vì tôi muốn nói ra. Tôi bất đắc dĩ phải làm thế. Nhưng tôi đã công khai nói ra bởi vì muốn người khác biết trong trường hợp họ có triệu chứng như vậy, có lẽ họ nên thay đổi trước khi quá muộn. Chỉ nói về vấn đề của mình trên TV như vậy cũng không thuận tiện lắm vì đau đớn của mình là của mình. Cũng tốt là quý vị hỏi để có thể bảo quý vị bây giờ tôi đã đỡ hơn nhiều. Ờ, khá hơn. Có chỗ khá hơn và có chỗ không. Như vậy quý vị vui và có lẽ những người khác họ sẽ thay đổi hệ thống công việc máy tính của họ. Có lẽ nếu họ có thể thì có lẽ tốt hơn. Hoặc ít nhất tôi đã nói có nhiều cách quý vị có thể ngăn bức xạ của từ trường máy tính. Như vậy có lẽ họ có thể xem trên mạng Internet và tìm thấy gì đó cho chính họ nếu họ không thể ngồi cách quá xa máy tính. Họ vừa tường trình với tôi có một số quần áo. Họ sản xuất quần áo bằng gì? Bạc hả? Giống như sợi nhỏ sử dụng bạc. À, có một loại quần áo làm từ loại sợi nhỏ được dùng để bảo vệ phụ nữ khi họ mang thai, hầu bảo vệ thai nhi bên trong khỏi bị bức xạ. Vậy có lẽ mọi người có thể xem trên mạng Internet và tìm hiểu có gì khác để bảo vệ bản thân họ. Thành ra tôi cho phát sóng vấn đề đó. Bởi vì có lần tôi nói với một người thường trú và cô nói trước kia không bị đau nhức. Bây giờ cô ấy cũng bị đau nhức trong cơ thể nên tôi nghĩ có thể là vậy. Nên tôi bảo cô ấy làm cái này cái kia như những gì quý vị đã cho tôi biết về chuột, không dây và bàn phím. Thế thì điều đó tốt cho mọi người, thành ra tôi mới nói. Không phải tôi muốn quý vị lo lắng. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện, nếu quý vị cầu nguyện. Cảm ơn quý vị. Chào ơi, quý vị mạnh mẽ quá. Con nghĩ nhiều khán giả bên ngoài thưa sư phụ cũng có lực lượng. Ồ, cũng có hả? Ngoài ra khán giả trên toàn thế giới trong một tâm tình có thể cầu nguyện thưa sư phụ, tất cả cùng nhau. Tôi không nghĩ toàn thế giới như một số đồng tu có lẽ. Họ điều khiển sức khỏe của tôi từ xa. Cảm ơn tất cả quý vị, bất cứ ai đã cầu nguyện cho tôi. Nhưng tôi đã nói điều đó để khán giả có thể kiểm tra, nhận ra các triệu chứng của họ và có lẽ họ thay đổi và điều đó sẽ giúp họ. Bởi vì ngày nay mọi người đều sử dụng máy tính, họ không thể tránh điều đó. Đôi khi họ bị đau nhức này kia, nhưng họ không nghĩ đó là do máy tính. Họ không nghĩ đó là bức xạ điện tử. Cho nên vì tôi đã nói điều đó, có thể họ suy nghĩ lại, thay đổi và tự bảo vệ mình. Thưa sư phụ, ngài vừa đề cập là có cổng địa ngục ở Washington. Thiên đàng có cách để đóng những các cổng địa ngục đó không ạ? Ồ, đừng địa ngục. Không, không được. Nhưng con người có thể đóng bởi vì cổng đã đóng sẵn rồi, đã bị đóng. Nhưng bất cứ khi nào con người ở quốc gia đó hoặc liên quan đến văn phòng lãnh đạo, làm gì đó xấu hoặc người khác, hại ngày càng nhiều động vật hoặc hại người dân trong chiến tranh hoặc đại khái vậy, trong cung cách hung hăng nào đó và giết chóc, thì cổng đường địa ngục sẽ tự động mở. Và ma quỷ nhảy ra lập tức. Cho nên ngay cả Thượng Đế cũng không thể ngăn việc đó được. Bằng không, chúng ta đã không cần có nhiều minh sư xuống trận. Chỉ đóng tất cả đường địa ngục hoặc khóa tất cả địa ngục thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng con người sẽ không tiến bộ. Con người tiếp tục làm điều xấu, tàn ác, dã man, sát hại, quấy rối hoặc hành hạ lẫn nhau hoặc đối với động vật. Và điều đó sẽ không công bằng. Và Thượng Đế phải công bằng, thiên đàng phải công bằng. Cho dù ma quỷ bị nhốt ở địa ngục hàng ngàn năm, nhưng khi có quá nhiều nghiệp xấu, nợ máu trên thế giới, thì họ được phép đi lên. Những cửa, những cổng, bao nhiêu cổng đi nữa, bao nhiêu cửa đi nữa, tất cả sẽ tự động mở.
Chừng nào con người vẫn chưa thay đổi lối sống của họ sang lối sống nhân ái và từ bi hơn, thì sẽ có rắc rối hoài. Không chỉ ở tòa Bạch Ốc hoặc số 10 phố Downing, mà ở khắp mọi nơi, trong một cung cách khác và ở mức độ khác. Chỉ là chúng ta đề cập đến tòa Bạch Ốc vì đó là một ảnh hưởng lớn hơn đối với mọi người, hoặc văn phòng thủ tướng ở London. Nhưng khắp mọi nơi, ma quỷ sẽ nhảy lên trong mỗi đường địa ngục khác. Cổng sẽ được mở rộng và họ sẽ đi vào với số đông. Thành ra chúng ta có quá nhiều ma quỷ hung hăng và tôi gặp rắc rối. Tôi và những vị bảo vệ gặp khó khăn khi bắt chúng bởi vì tôi cũng phải có lý do. Vũ trụ công bằng. Nếu tôi có lý do và nếu tôi biết điều đó, bởi vì tôi lúc nào cũng bận rộn theo cách thế gian như cho truyền hình vô thượng sư và cũng bận theo cách tâm linh nữa và rồi không để ý hoặc đôi khi phát hiện hơi muộn. Nếu biết người nào đó gây rắc rối cho tôi hoặc cho chó hoặc cho người làm việc của tôi hoặc cho mấy thống đốc tốt, những người tốt trong chính phủ trên thế giới, thì tôi sẽ lập tức ra lệnh để bắt chúng. Họ cần sự cho phép của tôi để làm như thế, mấy vị hộ pháp của tôi. Quý vị gọi họ là hộ pháp hoặc vị bảo vệ hoặc giám hộ của vũ trụ. Cần có sự cho phép. Thành ra phức tạp phải không? Phức tạp không dễ cho lắm. Bằng không, Chúa Giêsu đã không chịu đau khổ. Phật sẽ sống mãi mãi và chúng ta sẽ không cần ngồi đây. Chúng ta đã đang vui hưởng trong nhà của mình. Sư phụ có nói về chiến tranh khiến cho cổng địa ngục mở ra và sư phụ có lần đề cập đến chiến tranh ở cảnh giới Atula. Vậy có phải là cũng có cái gì đó mở ra hay là nó bị lọt xuống địa cầu? Chiến tranh từ cảnh giới Atula. Dạ, sư phụ đã nói về những cảnh giới Atula. Ồ, và rồi nó lan xuống địa cầu. Dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng đến địa cầu. Nhưng tùy vào nghiệp của chúng ta. Nếu toàn thể địa cầu hoặc đa số chúng ta tốt và có đạo đức, thì điều đó sẽ không lan xuống địa cầu. Nhưng như quý vị biết, địa cầu, tình trạng địa cầu hiện giờ không tốt. Nhiều người không có nền tảng đạo đức ổn định. Nên dĩ nhiên, bất cứ gì xảy ra trong cảnh giới Atula sẽ ảnh hưởng đến địa cầu, đến thế giới chúng ta. Bởi vì nếu người địa ngục lấn thêm một chút đất của thiên đàng thấp hơn, thì thiên đàng thấp hơn đó cũng sẽ bị mất một số lực lượng. Không chỉ lãnh thổ mà lực lượng của họ cũng mất. Vậy thì họ không thể gia trì hoặc giúp đỡ con người nhiều lắm. Lý do là vậy, không phải chỉ về lãnh thổ. Giống như chiến tranh gần đây ở Nagorno-Karabakh. Có nghĩa là những người trong khu vực đó phải làm người tị nạn ở một nơi khác trong quốc gia của chính họ. Khi họ không còn nơi nào để đi, họ chỉ chạy, chạy, chạy. Và rồi có lẽ chính phủ phải giúp họ bằng cách nào đó. Và rồi đồng thời quốc gia của họ cũng rất hỗn loạn nữa. Trong chính phủ, trong dinh tổng thống hoặc dinh thủ tướng. Bởi vì người dân cũng đổ lỗi thủ tướng đã đầu hàng chiến tranh hoặc theo chính sách của quốc gia kia. Vì thế, ông sẽ quá bận với mọi điều đó hoặc bận tâm hoặc lờ đảng. Ông không thể giúp quốc gia mình nhiều được, không thể tiếp tục công việc hàng ngày của ông với tư cách là thủ tướng. Nhiều người muốn ông từ chức và họ biểu tình trên đường phố và phe đối lập trỗi dậy, vân vân, vân vân. Sau đó, những người tị nạn có thể không được giúp một cách hiệu quả hoặc đầy đủ như khi dinh thủ tướng không có vấn đề, như họ đã gặp phải gần đây sau chiến tranh bởi vì thủ tướng ra lệnh đầu hàng. Bởi vì ông lo lắng là các binh sĩ bị chết, có quá nhiều tử vong rồi, chỉ trong vài tuần. Bởi vì họ không sẵn sàng cho chiến tranh, quốc gia kia bất ngờ tấn công họ, họ không chuẩn bị. Armenia không phải như một quốc gia giàu nhất ở Âu Châu hoặc trên thế giới, và bình thường họ đã có hòa bình trong suốt thời gian này. Vì vậy, không ai sẵn sàng trong tâm hoặc về thể chất để đối phó với chiến tranh bất ngờ và rồi hậu quả ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo hàng đầu, giới chức và chính phủ của quốc gia. Chiến tranh thật kinh hoàng. Không ai nên bao giờ gây chiến.
Nhưng nếu thủ tướng không ra lệnh rút quân và để quốc gia kia thắng, thì sẽ có thêm đổ máu. Thêm nhiều người sẽ chết, và quốc gia kia mạnh hơn, được trang bị nhiều hơn bởi một phe thứ ba, cũng muốn gây rắc rối. Người ta không có việc gì làm ngoại trừ đi gây rắc rối và đổ máu như thế đó. Tôi trách những người này, những người đứng sau chiến tranh. Tôi trách những người quyết định chiến tranh. Tôi không trách thủ tướng Armenia. Thành ra tôi đã trao cho ông giải gương lãnh đạo hòa bình, sáng ngời thế giới. Không ai nên trách ông ấy. Ông là người của hòa bình. Dĩ nhiên nếu tiếp tục đánh trận, mọi người sẽ nói, ồ, ông là anh hùng và đủ thứ. Nhưng với giá nào? Và không nhất thiết là ông sẽ thắng mãi, vì quân đội ông không đủ khả năng để chống lại quốc gia kia, quốc gia gây hấn. Họ đã chuẩn bị, họ có chiến lược và mọi thứ. Còn Armenia không mạnh lắm và không phải quốc gia giàu lắm, ít ra không mạnh về quân đội. Vì vậy, nếu tiếp tục, nhiều người Armenia sẽ chết. Ai cũng thấy điều đó. Quý vị không cần phải hỏi tôi, không cần nghe tôi nói để tin điều đó. Quý vị có thể thấy kích thước quốc gia hoặc tình trạng kinh tế của họ. Tôi đã đến đó. Quốc gia này không giàu mạnh lắm, thậm chí dưới mức trung bình. Xin lỗi. Tôi nói vậy không có ý xúc phạm, mà là cảm thông và như một người quan sát chân thật khi tôi ở tại thủ đô của Armenia và đi đây đó là một số việc thiện. Thật sự như thế. Thưa sư phụ, một số quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Israel và một số quốc gia khác, những quốc gia này là những nước chính sản xuất vũ khí. Họ cung cấp vũ khí cho nhiều quốc gia khác. Họ bán vũ khí với hàng tỷ hoặc hàng ngàn tỷ. Anh nói đúng. Vậy giờ sao? Câu hỏi của anh là gì? Câu hỏi của con là do việc chế tạo súng và máy bay chiến đấu đủ thứ. Và họ không chỉ dùng trong chiến tranh mà trong đời sống hàng ngày của họ. Có lẽ giết những người khác và động vật. Đi săn này nọ, dạ phải. Và họ công bố rằng họ chế tạo tất cả vũ khí này chỉ để bảo vệ quốc gia của họ, nhưng thật sự thì không. Họ bán vũ khí cho các quốc gia khác vì lý do kinh tế và nhiều lý do khác. Còn muốn biết nghiệp quả từ việc chế tạo vũ khí bán cho mấy quốc gia khác ảnh hưởng quốc gia họ ra sao? Bởi vì những quốc gia này thường có rất nhiều hỗn loạn và nghiệp quả mà họ lãnh bởi chế tạo vũ khí, thưa sư phụ. Dĩ nhiên, họ có nghiệp. Một trong những doanh nghiệp ác mà Đức Phật khuyên con người không được làm là chế tạo vũ khí. Tôi bảo quý vị điều đó vào lần khác lâu rồi. Đó là một trong những doanh nghiệp ác. Nghiệp này vô cùng tệ hại bởi vì đó là sát nghiệp có liên quan tới sát sinh. Không những họ chế tạo vũ khí và bán, mà trước đó họ cũng tạo ra hỗn loạn nữa. Họ đi nói chuyện với đảng đối lập hoặc chỉ với một số người yếu thế hoặc một số người hiếu thắng để tạo ra rắc rối, để tạo ra chiến tranh trong quốc gia của chính họ hoặc với các quốc gia khác để họ có thể bán nhiều hơn. Họ luôn tìm lý do hoặc tạo ra lý do để người dân trong quốc gia của họ sẽ đánh nhau hoặc đánh các quốc gia lân cận hoặc các quốc gia khác. Đó là những gì họ làm. Nếu không, làm sao họ bán vũ khí? Chúng ta có thể nói bất tận về tất cả mấy điều này mà con người làm với nhau, đối với nhau hoặc... Đây cũng là vì bọn ma quỷ hung hăng, ảnh hưởng của cảnh giới Atula, ảnh hưởng của cảnh giới địa ngục, làm cho người ta nghe theo họ như thế đó và làm cách này cách kia để hại người khác hoặc để gây chiến. Nhưng đó cũng là vì nghiệp của thế giới chồng chất lên đến mức độ gần giống năng lượng Atula hoặc gần giống năng lượng địa ngục. Đồng thanh tương ứng mà. Rồi cổng địa ngục, cổng của cảnh giới Atula sẽ mở. Và những ma quỷ xấu xa này sẽ đi lên gây rắc rối giữa người và người, giữa người và động vật, thậm chí giữa động vật với nhau nữa. Đó là vậy, như thế đó. Cho nên con người nói chung cũng dự vào nghiệp này và chúng ta không thể chỉ đổ lỗi cho riêng ác quỷ thôi. Thế đó.
đồng thanh tương ứng, đó là sự thật. Đó là lý do tất cả minh sư đi xuống và khuyên mọi người. Hãy nên nhân từ, hãy sống như thiên nhân, đừng gây chiến với người khác, đừng sát sinh, đừng nói dối, không được ngoại tình, đừng đánh bạc, đừng uống rượu. Bởi vì những điều này sẽ làm giảm thấp năng lượng của mình và rồi làm những điều sai trái khác. Rồi quý vị sẽ giống như chúng sinh Atula hoặc chúng sinh Atula thấp hơn hoặc chúng sinh địa ngục. Phẩm chất, năng lượng của quý vị sẽ y như chúng hoặc gần giống như hoặc như chúng. Rồi bọn ma quỷ sẽ đi lên và gây nhiều rắc rối hơn. Chúng phát triển mạnh nhờ loại năng lượng này để đi lên thế giới của mình và gây rắc rối. Nếu năng lượng hoàn toàn thuần khiết và trong sạch thì chúng không thể đi lên. Đó là điểm chính. Bình thường chúng đã muốn gây rắc rối cho chúng ta rồi. Và nếu chúng ta cho chúng lý do như tự làm cho mình thoái hóa nhiều hơn, xuống đẳng cấp thấp hơn, biến năng lượng của mình trở nên bất tịnh bởi tham vọng, tư tưởng và hành động bất nhân, thì chúng có thể thậm chí có nhiều lý do hơn để hại chúng ta hoặc khiến chúng ta làm những điều sai trái để hại tha nhân. Thành ra nhiều minh sư không thể luôn thành công trong việc mang con người trở lại thiên đàng. Con có một câu hỏi tâm linh thưa sư phụ. Nói đi. Thí dụ ở Âu Lạc Việt Nam, con biết rằng có rất nhiều người tu nhiều pháp khác nhau. Họ sống trong vùng đồi núi gần giống như tăng ni và sống đời rất đơn giản. Và tất cả họ đều xác nhận rằng họ đang chờ đấng cứu thế. Một số người nói Chúa Giêsu Kitô tái sinh hoặc Phật Di Lặc và vân vân. Thưa sư phụ, họ vô cùng thành tâm, chắc chắn là vậy. Con chỉ thắc mắc, điều gì đã che mắt họ khiến họ không nhận ra rằng sư phụ là người mà họ nên đến để xin thọ tâm ấn. Anh hỏi họ, sao lại hỏi tôi? Tôi cũng không biết cưng à. Tôi nghĩ là nghiệp. Nghiệp của bản thân họ, nghiệp của thế giới. Đức Phật ở trước mặt họ, Chúa Giêsu ở trước mặt họ, cũng như nhiều minh sư khác, họ đã giết các ngài. Vậy ít ra mấy tăng ni này hoặc bất cứ ai ở trong núi là người tu hành ẩn dật, ít ra họ không giết tôi. Nếu quý vị tin rằng tôi là đấng cứu thế, ít ra họ để tôi yên, họ không hại tôi, họ không phỉ báng tôi, ngay cả một số đệ tử còn làm vậy. Thời điểm này vô cùng nghiêm ngặt. Bất cứ ai xử tệ minh sư hoặc mấy đệ tử tốt thì sẽ chỉ đi. Quý vị biết đi đâu? Giống như ảnh hưởng xấu của địa ngục sẽ làm quý vị mù. Quá nhiều đau khổ, quý vị sẽ không nhớ gì hết. Ngay cả A Nan trước mặt Đức Phật mà ma vương có thể bịt miệng ông. Tưởng tượng quý vị là ai mà ở trong địa ngục và thậm chí nhớ danh hiệu của sư phụ quý vị? Hợp lý không? Và A Nan, đời đời kiếp kiếp, ông đã ở bên Đức Phật gần gũi, rất gần, như ngay bên cạnh, cùng với nhau, như bạn. Cùng nhau trải qua nhiều kiếp, bạn thân nhất và vẫn bị bịt miệng như vậy, ngay trước mặt Đức Phật, thậm chí không phải như ông ngồi cách xa vài ngàn dặm. Vậy, làm ơn, vì lợi ích của quý vị, đừng phạm loại tội đó. Đừng đụng vào những bạn hữu, đồng nghiệp, sư phụ của quý vị. Không phải ý ta nói trong đầu óc, trong tâm hoặc trong lời nói của quý vị. Điều đó khủng khiếp cho quý vị, vô cùng khủng khiếp. Nhất là trong thời phán xét cuối cùng này. Không ai có thể giải cứu quý vị. Vậy làm ơn đừng phạm. Thêm một người tôn thờ tôi hoặc bớt một người tôn thờ tôi không hại gì cho tôi, nhưng sẽ hại cho quý vị. Đó là vấn đề. Tôi là một người tốt, không nói chi tới là một minh sư hoặc gì hết. Và nếu quý vị phỉ báng một người tốt thì quý vị là người xấu, sẽ bị trừng phạt rất nặng. Có hợp lý không? Tôi không dọa quý vị đâu. Có hợp lý hay không? Đó không phải là đe dọa, ha? Dạ không. Đó là lời nói trung thực. Nói về điều đó tôi bị đau ở cổ, thật sự, về thể chất. Có câu hỏi nào vui hơn không? Hôm nay quý vị hỏi toàn những câu hỏi không hay. Thôi kệ. Xin lỗi sư phụ. Nhiều người muốn hỏi như thế chắc là vậy.
Thành ra quý vị được truyền cảm hứng để hỏi tôi. Nói đi, có câu hỏi nào khác cưng? Thưa sư phụ, ngài vừa đề cập Đức Phật có thể học một kỹ thuật để ở lại mãi mãi. Thưa sư phụ, ngài có học kỹ thuật đó không? Tôi không muốn. Đó không phải điều tôi làm trong kiếp này. Lần này tôi thật sự chỉ muốn về nhà. Tôi mang theo ai được thì mang. Bất cứ ai đối xử tốt với tôi một chút, hoặc chỉ ở bên tôi, hoặc ở quanh tôi, hoặc tin tôi, hoặc thậm chí chỉ cúi lại pháp tướng của tôi, chỉ thế thôi, tôi sẽ mang họ về nhà, đến cõi của tôi. Chớ còn tôi thật sự không muốn ở lại đây nữa. Tôi chỉ cố gắng trong lúc còn ở đây, giữ địa cầu cho mọi người, nếu tôi có thể. Nhưng nghiệp chướng chồng chất quá lớn, như tất cả các ngọn núi chụm lại cũng không thể cao bằng. Tất cả bầu trời thậm chí cũng không thể chứa. Nghiệp xấu qua bao nhiêu thế kỷ, hơn hàng triệu năm, hàng trăm ngàn năm. Và mỗi lần nghiệp được tẩy rửa, thì chúng ta có chiến tranh, có cúm lớn, đại dịch lớn, bệnh dịch lớn và đủ thứ. Nhưng hiện giờ là đại dịch lớn, đại quy mô. Thật ra địa cầu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mỗi ngày, lúc nào có thời gian thì quý vị thiền. Tôi cũng ráng hết sức, cũng không thể hứa điều gì hết. Cảm ơn sư phụ. Một khi đã ở trong thân người, chúng ta chắc chắn sẽ có các loại phẩm chất khác gắn liền với mình. Cả những phẩm chất xấu như ngã chấp, tính kiêu ngạo và những thứ như thế. Vậy hãy lưu ý. Lưu ý về những khuyết điểm của mình, về ảnh hưởng xấu nào đó đi vào tâm trí của mình, thì ngay lập tức đi cầu nguyện, đi thiền và cầu nguyện để được bảo vệ. Bởi vì đó là lúc quý vị biết ma quỷ muốn tấn công mình. Hãy học bài học từ A Nan. Nếu quý vị nghĩ mình có thể mạnh hơn và quan trọng hơn A Nan thì hãy suy nghĩ lại. Dù quý vị hơn ông, chúng ta đang ở trong giai đoạn tệ hại của thế giới, của địa cầu. Nghiệp ở khắp nơi và đôi khi nó đè nặng lên linh hồn, lên tâm trí quý vị. Vì vậy nên luôn luôn cảnh giác. Và tôi thương quý vị luôn luôn và cảm kích quý vị, tôn trọng quý vị. Và vô cùng biết ơn quý vị. Không phải ai cũng có thể làm những việc quý vị làm. Nhưng đừng quá tự hào về điều đó. Hãy biết ơn rằng quý vị có thể sống trong thế giới hỗn loạn này và tiếp tục làm công việc cao thượng của mình. Hãy biết ơn rằng quý vị có thể cao thượng như thế, tận tâm như thế, yêu thương và tử tế với thế giới như thế và có thể giúp thế giới như thế. Hãy luôn biết ơn. Đừng tự hào. Đừng tự hào. Bởi vì chúng ta có phước, thành ra mới có thể làm việc này. Các cưng của tôi. Các cưng yêu của tôi. Nhưng ai màng, ai màng. Ai màng, ai nói gì. Nhưng tôi không yêu bất cứ ai trong quý vị. Vậy đừng nghĩ về điều gì hết. Đừng mơ tưởng về điều đó. Tôi yêu phẩm chất tốt của quý vị, lòng cao thượng của quý vị, sự hy sinh của quý vị, tinh thần đồng đội của quý vị, làm việc như một đội với tôi. Tôi yêu điều đó, chứ tôi không yêu ngoại hình, con người của quý vị hoặc bất kỳ gì khác, bất cứ gì mà người ta nghĩ là hấp dẫn. Thế thôi. Và không có gì khác, không gì khác hết. Thượng Đế biết, Thiên Đàng biết, tôi không thể che giấu. Tôi thật sự thương quý vị. Tình thương rất trong sáng. Tình thương trong sáng nhất mà quý vị có thể tưởng tượng được. Tôi có thể chết cho quý vị nếu cần. Loại tình thương như thế đó. Nhưng thế thôi, không có gì khác. Chỉ để người ngoài kia biết như thế. Quý vị biết rồi, nhưng đó là cho người khác. Nhỡ ra họ nghĩ vớ vẩn, hoặc kiện tôi, hoặc bất cứ gì. Hoặc truất phế tôi ra khỏi địa vị nếu họ có thể. May mắn thay, tôi không phải là viên chức chính phủ, không ai có thể sa thải tôi. Nhưng đôi khi tôi muốn sa thải chính mình, nghỉ ngơi hoặc làm gì đó, nhưng tôi không thể khi mọi người vẫn còn đau khổ, động vật vẫn bị hành hạ mỗi ngày, và tôi vẫn khóc vì họ. Bây giờ có một chuyện về Khổng Tử và một người có tên là Hạng Thác. Tôi không biết dịch chữ đó thế nào, có lẽ nếu có từ điển hoặc Google, quý vị có thể tìm ra Hạng Thác. H-A-N-G với một dấu nặng ở dưới, dấu nặng dưới chữ A.
Và rồi chữ thác. THAC. À, tại sao không? Chúng ta trộn lẫn thánh thiện với... Tôi tạo một bảng chữ cái về nghệ thuật tâm linh nhưng quên vì không thường xuyên dùng nó. Thứ lỗi nha. Được rồi, bởi vì chúng ta đã đọc truyện trước về nhiều câu hỏi của đại đế Alexander, nhớ không? Vị hoàng đế đó. Và rồi có một loại truyện vấn đáp khác về Khổng Tử và một người khác. Khổng Tử và Hạng Thác. Trong một chuyến du hành bằng xe ngựa của Khổng Tử qua nhiều quốc gia khác nhau. Có một lần khi Khổng Tử đi du hành đây đó, có lẽ để thuyết giảng hoặc đi gặp đệ tử bằng xe ngựa trong các quốc gia khác nhau. Một lần, ông và đoàn tùy tùng trên con đường dẫn đến một thị trấn, và rồi họ thấy một cậu bé đang xây, kiểu như một thành trì bé nhỏ ngang qua con đường để chặn xe và mọi người. Đó là mục đích xây thành. Thế nên Khổng Tử hỏi cậu bé, "Này cậu bé, cậu thấy xe ngựa của ta, tại sao cậu không tránh ra? Cậu đứng ở giữa đường." Rồi cậu bé cung kính cúi chào Khổng Tử và rồi rất trang trọng trả lời ông. "Con nghe mọi người nói, Ngài là Khổng Tử, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Và ngoài ra, Ngài còn biết mọi điều về đối nhân xử thế vân vân. Nhưng hôm nay con đích thân gặp Ngài và cảm thấy như những lời đồn đó về Ngài không đúng." Ái chà! Một cậu bé dám thách thức cả Khổng Tử, nói rằng cậu không tin những lời người ta nói về Ngài. Rằng Ngài là một người uyên bác, và quý vị không thốt lên ôi chao gì hết. Ôi chao nữa nào, ôi chao gớm thật. Được rồi, hãy xem điều gì đã xảy ra. Bởi vì trước đây tôi có đọc truyện này rồi, nhưng không nhớ gì cả, không nhớ nhiều. Ngài biết tại sao không? Cậu bé nói. Bởi vì từ khởi thủy cho đến nay, chỉ có xe ngựa phải tránh thành trì hoặc tòa thành. Chứ không ai nghe nói tòa thành hay thành trì phải tránh xe ngựa cả. Có đúng vậy không? Thật vậy. Cậu bé xây nó bằng đất, bằng bùn. Nhưng nó vẫn là một tòa thành. Cho nên Khổng Tử vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé lần nữa cậu tên gì? Cậu bé trả lời, con tên là Hạng Thác. Quý vị có biết Hạng Thác có nghĩa là gì trong tiếng Anh không? Ai màng. Khổng Tử lại hỏi cậu, cậu bao nhiêu tuổi? Cậu bé trả lời, thưa ngài, còn 7 tuổi. Thế rồi Khổng Tử thậm chí còn ngạc nhiên hơn, kinh ngạc hơn. Ông hỏi lần nữa, mới 7 tuổi mà sao thông minh đến thế? Rồi cậu bé nói, thưa ngài, con nghe nói có cá tên là cá nở. Loại cá đó chỉ sau 3 ngày sau khi chào đời đã bơi khắp nơi, tự nhiên và vui vẻ. Và rồi thỏ chỉ 6 ngày sau khi chào đời đã có thể chạy khắp nơi ngoài ruộng, đồng cỏ. Con đã chào đời 7 năm rồi, làm sao ngài có thể nói con thông minh quá mức? Chà, thật tình, tôi chắc không thông minh như vậy. Tôi chắc không thể hỏi Khổng Tử cách đó. Khổng Tử quá đỗi ngạc nhiên. Ngài tự nhủ là phải hỏi cậu bé một số câu hỏi, những câu hỏi khó, để xem cậu bé thông minh đến mức nào. Ngài kiểm tra IQ của cậu bé bây giờ. Như thể chuyện trên vẫn chưa đủ để dọa ngài. Ngài lại còn muốn khảo thêm cậu bé với những câu hỏi khó. Rồi ngài nói với cậu bé, này cậu có biết, cậu nghe ta chứ, ta muốn hỏi một số câu hỏi. Loại núi nào không có đá? Trong loại nước nào không có cá? Loại cửa nào không đóng được? Và rồi loại xe nào không có bánh xe? Loại bò nào không sinh ra bê con? Loại ngựa nào không sinh ra ngựa con? Loại lửa nào không có khói? Loại đàn ông nào không có vợ? Loại phụ nữ nào không có chồng? Ngày nào ngắn, ngày nào dài hơn? Loại cây nào không có cành lá? Loại thành nào không có quan chức trong đó? Và loại người nào không có tên riêng? Quý vị có thể trả lời tất cả đó cho tôi không? Chúng con chịu thua. Tôi có thể vì đã đọc rồi. Cậu bé rất điềm đạm và thanh thản trả lời ngài sau khi suy nghĩ một chút thôi. Cậu bé nói, thưa ngài, núi đất không có đá, bởi vì một số núi chỉ có đất không có đá.
Nên cậu bé nói, núi đất không có đá, nước trong giếng không có cá bơi trong đó. Đây cũng là nước đúng không? Nước giếng không có cá, cửa nào không có khung thì không thể đóng. Ngài hỏi, loại xe nào không có bánh xe? Nên cậu bé nói, xe được mọi người khiêng. Chúng ta gọi nó là kiệu, dĩ nhiên, không có bánh xe. Hay quá! Tượng bò được làm bằng đất sẽ không sinh ra bê con. Ngựa gỗ sẽ không sinh ra ngựa con. Chư thần, chư nam thần. Bởi vì đa số người ta nghĩ chư thần là nam. Rồi, chư nam thần không có vợ, các nàng tiên nữ không có chồng. Hay quá, có rất nhiều để suy nghĩ, tôi cũng không thể trả lời mấy câu đó. Ngày mùa đông là ngắn, ngày mùa hè là dài. Cây chết sẽ không có cành lá. Họ vẫn gọi là cây, phải không? Đúng không? Dạ đúng, cậu bé không sai. Thành không người ở sẽ không có quan chức trong đó. Em bé vừa chào đời không có tên. Hay quá, tất cả đều đúng phải không? Nên Hạng Thác chỉ trả lời ngài một loạt như vậy, thậm chí không ngừng ở giữa. Và rồi cậu bé tiếp tục. Thưa ngài, bây giờ đến lượt con. Con cũng có thể hỏi ngài một số câu hỏi được không? Dĩ nhiên quý vị nghĩ Khổng Tử trả lời làm sao? Ngài không thể từ chối phải không? Ngài không thể từ chối đứa trẻ mà ngài đã hỏi quá nhiều câu hỏi và trước mặt tất cả đệ tử của ngài. Nên tôi đoán ngài nói, được. Ngài chưa nói được mà cậu bé tiếp tục hỏi lập tức. Cậu bé lo rằng nếu Khổng Tử nói không thì cậu không có cơ hội, tôi đoán thế. Quả là một cậu bé thông minh. Chắc hẳn cậu sinh ra là một thần đồng. Chúng ta không thường có thiên tài hoặc người thông minh như vậy trên địa cầu. Rất hiếm. Ngày nay chúng ta cũng có một số thanh thiếu niên đi học ở đại học này nọ. Đi học ở đại học bởi vì họ siêu thông minh đối với trường trung học, thí dụ vậy. Và nhiều thần đồng khi còn nhỏ, họ đã chơi đàn dương cầm hoặc nhạc cụ khác rồi, hoặc phát minh một số lý thuyết khoa học khác và vân vân, không thường xuyên nhưng có. Như Đức Phật, truyền thuyết nói rằng khi Ngài chào đời, Ngài đã bước 7 bước. Và mỗi bước Ngài đi, có một bông sen bảo vệ chân Ngài rồi. Có lẽ đó là lý do mẹ Ngài chết rất nhanh. Bà ấy chắc hẳn là quá sốc. Mẹ Ngài qua đời sau khi sinh. Không thể nhớ sau đó bao lâu, nhưng có lẽ quá sốc. Nhưng thời xưa chúng ta không có nhiều thuốc hay cho các vấn đề hậu sản. Nên bà ấy có lẽ là một trong những người kém may mắn đó. Hoặc có lẽ bà ấy đã hoàn thành việc của bà, nhiệm vụ của bà cho thế giới này, và rồi bà ấy tái sinh lên thiên đàng ngay lập tức. Về sau, Đức Phật đi lên thiên đàng đó để tỏ lòng tôn kính với mẹ ngài. Ngoài ra, còn hướng dẫn tâm linh và giảng pháp cho bà nữa. Làm người tu hành tốt quá ha! Quý vị có thể luôn gặp cha mẹ mình, ngay cả khi họ qua đời, và có thể tiếp tục giúp họ thăng hoa tâm linh. Đây là hành động hiếu thảo nhất quý vị có thể làm cho cha mẹ mình, không phải vậy sao? Nên đó là một cách hiếu đạo khác. Và chăm sóc cha mẹ khi họ còn sinh tiền cũng là hiếu thảo. Nhưng giúp linh hồn họ và giải thoát họ sau khi họ qua đời, đó còn hiếu thảo hơn. Như trong nhiều truyện Phật mà chúng ta đã nghe, tu hành thậm chí có thể cứu mẹ từ địa ngục, ngay cả từ địa ngục vô gián. Như một Kiền Liên hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát khi Ngài vẫn còn trong xác phàm, nhớ không? Vân vân. Giờ, còn gì nữa nào? Rồi cậu bé lập tức hỏi, cậu bé nói, thưa Ngài, bây giờ đến lượt con có thể hỏi Ngài không? Và rồi cậu bé nói, tại sao ngỗng và vịt họ nổi trên mặt nước? Tại sao hồng hạc gây ồn ào như vậy? Tiếng họ quá to như thế, và cây thông và những cây tương tự, bốn mùa đều xanh. Tại sao ngay cả mùa đông mà chúng vẫn xanh? Quý vị biết phải không? Cây thông và những cây tương tự quanh năm đều xanh tươi, ngay cả vào mùa đông. Nhiều cây khác, mùa thu chúng rụng lá, và có lẽ mùa đông trông giống như chết khô, phải không? Tại sao loại cây này vẫn xanh tươi? Rồi Khổng Tử trả lời cậu bé, ngỗng và vịt họ nổi bởi vì chân họ có màng và ngoài ra sử dụng chân như mái chèo. Tiếng hồng hạc rất to bởi vì
họ có cổ rất dài. Ồ, Khẩm Tử sẽ gặp vấn đề thôi. Tôi không nhớ cậu bé sẽ nói gì với ngài, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ gặp vấn đề. Bởi vì hổ, họ không có cổ dài, nhưng họ gầm to, rất to. Sư tử và vân vân. Và ngay cả hươu cao cổ thậm chí có cổ dài hơn, chúng không kêu to như vậy. Hươu cao cổ họ không kêu to phải không? Tôi chưa bao giờ thấy họ, nhưng đoán họ không kêu to. Họ không nổi tiếng là gây ồn ào lớn. Quá bận với tới cây cối, vươn tới cành cao để ăn. Và họ cây thông, những cây tương tự quanh năm xanh tươi ngay cả mùa đông, bởi vì thân họ rất rắn, mạnh và cứng bên trong. Ồ, Hạng Thác lớn tiếng tuyên bố và cười. Cậu ấy nói, ồ, thưa ngài, không phải như vậy đâu. Tôi biết ngay mà, mặc dù đã quên rồi, nhưng tôi biết bởi vì câu trả lời quá đơn giản, phải không? Nhiều động vật có cổ dài, họ không tạo nhiều tiếng ồn lắm, ngay cả thiên nga mà tôi biết, họ tự gọi họ là lặng thinh, họ im lặng. Họ chỉ tạo tiếng ồn rất nhỏ, cổ của họ cũng rất dài, quý vị biết mà, phải không? Quý vị biết từ sách của tôi, Loài hoang dã cao quý. Tôi nói về thiên nga, quý vị có thể thấy cổ họ dài thế nào? Tương tự như cổ chim hồng hạc mà ngài nói. Rồi, thưa ngài, không phải vậy, không phải vậy. Rùa, chú nổi trên mặt nước, không phải vì chú có loại chân có màng này. Loại ếch, ẩn ương, tiếng họ to vô cùng, nhưng thậm chí họ không có cổ, hầu như không có cổ. Họ không có cổ dài. Và tre trúc, tất cả các mùa cũng đều xanh tươi, nhưng bên trong rỗng, có đúng không? Thân tre trúc không có chắc và mạnh gì cả. Bên trong trống không. Trời, Khổng Tử ơi, tôi lấy làm tiếc quá, thật sự xin lỗi. Tôi luôn nói với đệ tử của tôi không biết khi nào không biết. Tôi hỏi họ mọi điều, từ A đến Z về máy tính. Thậm chí hỏi họ thường xuyên hơn nữa. Còn cái này thì sao? Sư phụ không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Và họ sẽ cho tôi lời khuyên. Và tôi luôn cảm ơn họ một cách khiêm tốn. Là vô thượng sư và thậm chí không biết mọi thứ, nhưng tôi nói với mọi người đều biết rằng tôi không biết mọi thứ, đúng không? Trước nhất, não bộ của mình có giới hạn. Thứ nhì, mình có thời gian giới hạn để nghiên cứu về tất cả kiến thức của thế gian này và nó cứ cập nhật hoài. Quý vị cũng biết vậy, phải không? Ngay cả ngày nay, chúng ta có iPhone, nhưng rồi khi một iPhone mới hơn xuất hiện, mọi người cuồng nhiệt lên muốn mua cái đó. Ngay cả thức dậy rất sớm, 2-3 giờ sáng và xếp hàng cả đêm chỉ để mua cho được bất cứ iPhone gì đó là điện thoại mới nhất. Và chúng ta vẫn nói, ồ, iPhone của tôi đã lỗi thời, điện thoại của quý vị kiểu cũ. Điện thoại này không có ứng dụng lên này, không có ứng dụng xuống này. Chúng ta quên biết ơn những gì chúng ta có. Bởi vì thời xưa đôi khi còn học trung học hoặc cỡ đó, chỉ những người ở trong chính phủ mới có thể liên lạc với nhau. Họ có những loại máy lớn dài phức tạp này. Và lúc ban đầu họ thậm chí không thể nói chuyện với nhau. Họ phải dùng mã móc tít tít tít, tắc tắc tít tắc. Mã móc ngắn ngắn, dài dài. Và họ dùng mã đó trong quân đội để liên lạc với nhau. Nên khi họ ở trong chiến trường này nọ, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khẩn cấp khi họ cần thêm viện binh, thêm binh sĩ, thêm các đơn vị đến chiến đấu, vân vân. Hoặc trước đây, họ dùng mã đó cho điện báo. Trước đó chúng ta không có điện thoại. Người thường chúng ta không có loại công cụ giao tiếp đó. Tôi nhớ khi còn học trung học, không có bất cứ gì như thế. Lúc bấy giờ tôi đọc báo đâu đó, họ nói có người tiên đoán trong tương lai, dù ở xa, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau. Và sau đó, có người tiên đoán lần nữa, nói, trong tương lai quý vị không chỉ nói chuyện với nhau, mà còn có thể nhìn thấy nhau nữa. Bây giờ chúng ta có điều đó. Chúng ta có iPhone, mà chúng ta có thể Skype và nói chuyện với nhau, y như bây giờ. Nên tất cả những tiên đoán này đã trở thành sự thật. Ồ, rồi bây giờ Khổng Tử gặp rắc rối.
Cậu bé nói đúng phải không? Tôi đã biết trước. Cậu đã chuẩn bị tất cả những câu hỏi này, tôi đoán, trước khi Khổng Tử đến. Thành ra cậu ấy xây thành bằng đất ở đó là để chờ ngài. Tôi đoán cha mẹ cậu đã thọ tâm ấn và có lẽ ép buộc cậu thọ tâm ấn từ Khổng Tử và cậu không thích nên cậu chuẩn bị tất cả điều này cho ngài. Bây giờ Khổng Tử cảm thấy vô cùng không thoải mái, vô cùng làm sao nói lúng túng, nervous, bực bội, không chỉ bực bội, không, bối rối, lúng túng, hoang mang, không phải hoang mang, bối rối không phải như vậy. May mắn là chúng ta làm với nhau trong nhà, tất cả nội bộ. Bằng không người ta có thể thấy những gì tất cả quý vị làm và nói. À, cứ tưởng người của truyền hình vô thượng sư thông minh chứ. Không cự lại được cậu bé này. Không, tôi cũng sẽ đầu hàng. Tôi không biết tất cả những thứ này. Tôi vẫn không biết rất nhiều thứ. Dù sao, kiểu như lúng túng và bối rối. Khổng Tử cảm thấy rất rất bối rối trước mặt cậu bé thông minh này với tất cả câu hỏi và câu trả lời của cậu. Hạng Thác tiếp tục. Thưa ngài, con có thể hỏi thêm ngài nữa không? Không chờ câu trả lời, cậu lập tức hỏi. Thưa ngài, tại sao buổi sáng mặt trời lớn và giữa trưa thì nhỏ hơn? Ồ, Khổng Tử ơi, ngài trả lời quá nhanh. Lẽ ra ngài nên suy nghĩ, ngài trả lời lập tức. Ngài nói, à, vì buổi sáng lúc rạng đông, mặt trời gần chúng ta hơn. Nên Hạng Thác vặn ngài. Không, thưa ngài, vậy thì tại sao buổi sáng thì không khí mát và giữa trưa khi ngài nói mặt trời ở xa chúng ta hơn, nhưng cảm thấy mặt trời rất nóng? Mặt trời làm không khí nóng. Vậy Khổng Tử, đoán xem ngài đã làm gì nói ta nghe. Ngài đầu hàng, có lẽ ngài không tốt nên lời. Ờ, ngài thở dài, thở dài, thở dài thường thượt. Nếu là tôi cũng sẽ thở dài như thế. Tôi sẽ thở dài như vậy ngay từ đầu, thậm chí không chờ cho đến lúc kết thúc. Ngài đã thua, hết lần này sang lần khác như thế. Nếu là tôi chắc đã thở dài ngay từ đầu rồi. Sau khi cậu bé đã trả lời tất cả câu hỏi, lẽ ra ngài nên bỏ đi, tránh cái thành, đi sang vệ đường và biến mất, và nói gì đó như là, ồ tôi có buổi cộng tu phải tham gia. Tôi sẽ nói kiểu vậy. Tôi sẽ nói vậy. Xin lỗi, tôi bận, tôi có truyền hình vô thượng sư để chỉnh sửa chương trình. Tôi có buổi cộng tu phải tham gia. Tôi có nhiều đệ tử đang chờ tôi, xin lỗi, tạm biệt. Để tôi không bị mất mặt nhiều hơn nữa. Thôi kệ. Khổng Tử, quý vị phải hiểu rằng ngài là một học giả, một thi sĩ. Ngài viết thơ hay, tiểu luận giỏi và ngài xuất sắc trong thành tựu tâm linh. Và tất cả những gì ngài muốn làm là giúp thế giới được khai ngộ để họ không còn gây chiến với nhau, để họ không còn giết động vật hay con người. Và đó là công việc của ngài, sứ mệnh của ngài lúc bấy giờ. Tôi đoán. Ngài không có đủ thời gian để đọc những nghiên cứu và kết quả khoa học khác như tôi bây giờ. Đâu phải cái gì tôi cũng biết. Tôi biết gì đó khi có thời gian để xem xét. Thậm chí trước đại dịch này, tôi không biết bao lâu, bao nhiêu năm, thậm chí không nhìn vào truyền hình. Chỉ thỉnh thoảng khi có một số phim hay, rất hiếm, như Merlin, nhớ không? Chúng ta có thể xem vài phần của Merlin cùng nhau để tôi có thể giải thích cho quý vị về Thánh Thái Tú Hòa, nhớ không? Như vậy đó. Bằng không, tôi không xem gì cả, không xem thông tin. Chỉ khi đại dịch đến, tôi biết mình cần phải biết để nói với quý vị phải làm gì, để bảo vệ quý vị và để bảo vệ người khác, càng nhiều người càng tốt, bất cứ ai nghe lời tôi. Và nhân tiện, tôi nhìn thấy nhiều bản tin khác nhưng không vui, và rồi biết tính tôi. Khi tôi thấy những điều không công bằng, không đúng, thì tôi không thể làm ngơ được. Mặc dù tôi biết như vậy không an toàn cho tôi lắm, bởi vì mình sẽ luôn làm phật ý ai đó khi mình bênh vực người khác. Thế giới này là vậy. Và đó không phải chỉ là một hoặc hai người khác, mà là hàng triệu người khác, như trong trường hợp Hoa Kỳ chẳng hạn. Dĩ nhiên là lỗi của tôi đã nói rồi. Tôi không bao giờ trách bất cứ ai,
chỉ trách bản thân, lo liệu quá nhiều điều và lo lắng về quá nhiều người. Rồi Khổng Tử thở dài thường thượt và quay sang đoàn tùy tùng, đệ tử và bảo họ: Chà, các thế hệ trẻ thật sự đáng khen ngợi. Nhưng trong một số truyện khác tôi đọc trước đây họ nói: Ồ, các thế hệ trẻ thật sự đáng kính nể. Đại khái vậy. Các thế hệ trẻ thật đáng kính nể, hậu sinh khả úy. Đó. Hậu sinh khả úy đó. Thôi, không quan trọng. Đáng khen ngợi hoặc đáng sợ hoặc kính nể đều tương tự. Ngài thật sự cảm thấy khiêm cung và thua cuộc. Để biết tất cả kiến thức thế gian này, chúng ta nên thật sự quan sát kỹ và suy nghĩ thấu đáo. Rồi, tất cả những điều Ngài không thể trả lời, Ngài lẽ ra nên quan sát nhiều hơn và suy nghĩ thấu đáo về nó. Nhưng dĩ nhiên, Ngài không chú ý quá nhiều vào kiến thức thế gian, và những kiến thức này không liên quan gì nhiều với tu hành và giải thoát. Do đó, Ngài không nghiên cứu hoặc không nghiên cứu kỹ. Cho nên trong Đạo Đức Kinh cũng có nói rằng, người thông thái dường như vô minh. Người thông thái và người vô minh trông giống nhau, dường như giống nhau. Họ thông thái trong tu hành, trong trí huệ tâm linh, trên thiên đàng, nhưng không nhất thiết là họ thông thái trong kiến thức thế gian. Cũng có một câu châm ngôn ở Ấn Độ rằng, nếu gì có quá nhiều kiến thức đầu óc, nó sẽ cản trở hiểu biết tâm linh của mình. Có lẽ bởi vì quý vị có quá đầy trong đây, trong đầu mình. Hoặc có lẽ bởi vì nếu có quá nhiều kiến thức thế gian, quý vị sẽ cảm thấy quá tự hào, quá kiêu ngạo, nghĩ là không ai biết nhiều hơn. Hoặc quý vị quá tự hào về kiến thức của mình thì có thể không tìm kiếm trí huệ bên trong. Rồi quý vị có thể mất vương quốc của mình là điều không thể tìm thấy dễ dàng như vậy. Quý vị có thể không mất nó, nhưng nghĩa là sẽ mất cơ hội tìm lại vương quốc của mình, tìm thấy lại sự huy hoàng tâm linh của mình. Những người thành đạt cao trên thế giới, họ hiếm khi tìm kiếm sự hiểu biết tâm linh. Hiếm khi họ đến ngồi dưới chân đạo sư nào để học điều gì đó nhiều hơn là chỉ về khía cạnh vật chất của cuộc sống. Những thứ họ có thể thấy, những thứ họ có thể chứng minh, những thứ họ có thể chạm vào, những điều họ có thể nghe. Nên rất ít người với trí thức cao hơn trở nên quan tâm về mặt tâm linh hoặc đắc đạo. Rồi, bây giờ chúng ta... Quý vị muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho cậu bé không? Cậu rời khỏi thân thể vật chất khi mới 11 tuổi, 4 năm sau khi cậu gặp Minh Sư Khổng Tử, và người dân trong vùng đó làm một đài tưởng niệm nhỏ để tưởng nhớ cậu ấy và tỏ lòng tôn kính đối với bậc hiện tại này. Họ gọi cậu là thần đồng. Thế thôi, hết truyện. Cho đến nay chúng ta mới chỉ đọc 4 hoặc 5 truyện, và cuốn sách còn dài. Và đây mới là cuốn sách đầu tiên, chúng ta mới đọc có thế này thôi, ngay cả bỏ qua 1 hoặc 2 truyện. Và đây là phần sách chúng ta chưa đọc. Tốt, như vậy tốt, vậy thì chúng ta có thời gian gặp nhau. Vì tôi nghĩ đã bảo quý vị tất cả những gì mà quý vị có thể tiêu hóa bao năm qua, và tất cả những gì tôi nghĩ là cần thiết, ngoại trừ có gì đó xuất hiện cấp bách hoặc đột ngột như COVID-19. Và tôi nghĩ không thể nói với quý vị nhiều, bởi vì thiên đàng cao hơn không thể miêu tả được, mà chỉ thể nghiệm thôi. Cho dù tôi có thể miêu tả, làm sao quý vị có thể tiêu hóa hoặc tưởng tượng ra được. Trong cảnh giới của Phật có nhiều, rất nhiều cõi Phật, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ kể một ít, như cõi Phật A Di Đà và cõi Phật Dược Sư, ngoại trừ một số cảnh giới thiên đàng nhỏ hơn. Nhân tiện, Ngài kể chuyện Ngài ở trên thiên đàng, nhưng không miêu tả nhiều. Và nhiều đệ tử của Ngài cũng đi lên một số thiên đàng, trở lại và cũng không miêu tả nhiều. Có lẽ đôi khi nói, ồ, người ở đó vô cùng khổng lồ. Khi đến đó chúng ta chỉ bé như ruồi so với họ. Đại khái chỉ như vậy. Nhưng không thể miêu tả quá nhiều, bởi vì không từ vựng nào trên thế gian này có thể miêu tả. Đây chỉ là trong thế giới bóng thôi, đừng nói chi những thứ vượt trên thế giới bóng. Ngay cả vượt trên cảnh giới thứ 5, quý vị đã không thể miêu tả rồi. Ngay cả ở cảnh giới thứ 5, cảnh giới thứ 4,
đã không thể miêu tả rồi. Chỉ là tôi đã kể quý vị nghe một ít, quý vị biết một ít trong lúc tâm ấn tới cảnh giới thứ năm, nhưng không nhiều hơn được. Tôi bảo tất cả quý vị mà công cụ vật chất của quý vị có thể hiểu nổi, não bộ có thể hiểu nổi. Mọi điều khác cao hơn so với sự thông minh của tâm trí, cao hơn đó. Chỉ là cõi linh hồn và chỉ linh hồn mới có thể hiểu những điều như vậy. Cho dù tôi muốn biết nhiều điều hơn từ một cõi cao hơn và để truyền đạt đến thế giới này, tôi phải dựa vào những đẳng cấp khác để cho tôi bản tóm tắt và đưa tôi xem, dịch nó sang ý nghĩa vật chất. Linh hồn tôi, tự tánh cao hơn của tôi biết mọi điều, dĩ nhiên. Nhưng nếu tôi muốn kiểm tra nó, so sánh với những điều thế gian, tôi phải dùng một công cụ khác cho chính mình hoặc những vị thần khác để nói với tôi. Càng đi lên cao hơn, càng khó hơn. Hầu như quý vị không biết gì nữa, không biết gì hết. Tôi chỉ biết đôi khi và kể quý vị nghe điều gì đó hoặc kể cho thế giới nghe điều gì đó. Chỉ khi nào cần thiết, và rồi tôi cần phải lấy thông tin. Bằng không, chúng ta không biết gì. Và như vậy cũng tốt. Vì nếu biết quá nhiều, quý vị không muốn sống ở đây nữa. Những người chết lâm sàng chỉ trong vài phút, có nhớ những câu chuyện về trải nghiệm cận tử không? Họ không muốn quay về địa cầu, không muốn quay lại địa cầu. Họ bị buộc phải trở lại bởi vì họ vẫn còn việc cần phải làm. Vì nghiệp hoặc để giúp thế giới. Họ khóc lóc nhiều tuần hoặc nhiều tháng và luôn luôn khao khát trở lại trên đó. Nên làm những việc trên thế gian này chỉ một cách miễn cưỡng. Và đó chỉ mới là thiên đàng hoặc các thiên đàng đẳng cấp Atula. Tưởng tượng nếu quý vị muốn lên cao hơn, ngay cả đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp thứ năm, ngay cả đẳng cấp thứ ba, đẳng cấp thứ hai, quý vị đã không muốn trở lại rồi, huống hồ những đẳng cấp cao hơn. Quý vị không còn não bộ, không còn tâm trí nữa, không còn suy nghĩ nữa như kiểu chúng ta suy nghĩ ở đây, trên địa cầu. Quý vị thậm chí không thể nghĩ như cách mọi người nghĩ ở đây nữa. Quý vị không hành động như cách mọi người đang hành động ở đây. Đó là chuyện khác hoàn toàn. Giống như có người nơi nào đó trong rừng rậm một thời gian vô cùng dài, chưa bao giờ thấy các quốc gia khác hoặc bất cứ nơi nào khác ngoài khu vực nhỏ bé của riêng họ trong rừng rậm và không ai từng đến đó. Gần đây, họ phát hiện ra một số bộ lạc trong rừng rậm Amazon, nhưng vẫn còn. Nhiều bộ lạc vẫn chưa được phát hiện. Họ chưa bao giờ biết người khác trông như thế nào và họ phản ứng theo cách họ phản ứng. Họ làm mọi điều theo cách họ làm. Họ chỉ sống dưới mái tranh, được sống bằng cột mà họ cắt từ cây. Rồi họ trồng một số rau củ hay sắn ở một số khu vực để ăn. Và khi sắn hết, họ đi đến khu vực khác nơi họ trồng trước đó. Họ luân phiên trồng ở những nơi khác nhau để họ có thể luân phiên ăn. Họ chỉ làm thế thôi. Họ cần phải sống ở đâu đó gần nước và có khu vực nào đó dễ khai khẩn để trồng thức ăn của họ. Và họ chỉ làm thế thôi. Nhưng nếu họ đi đến Paris, thí dụ vậy, sau một thời gian họ sẽ không nhớ. Họ sẽ không làm theo cách họ đã làm ở đó trong rừng rậm nữa. Họ sẽ không đi tìm một nơi quang đãng để trồng sắn nữa. Không có cây thuốc và không có cây ăn trái mọc xung quanh các tiệm cà phê hay tiệm bánh hoặc siêu thị Paris này. Họ không đi bộ nữa, họ lái xe. Và nước chảy ra từ tường, từ vòi nước. Và ánh sáng thậm chí xuất hiện mà không cần mặt trời, ban đêm cũng có ánh sáng. Họ sẽ không làm những việc họ đã từng làm. Họ sẽ không đốt lửa ở giữa nhà tranh của họ để sưởi ấm. Họ sẽ mặc quần áo. Họ sẽ không đi khắp nơi trần truồng như cách họ đã làm trước đây. Nên, đó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Do đó, rất khó nếu có người từ Paris đến nói với những cư dân Amazon rằng ồ, trong thế giới chúng tôi, nước chảy ra từ tường hoặc chảy ra từ ống dài như vậy. Họ thậm chí không biết tường là gì. Họ không có tường. Trong một số bộ lạc ở Amazon, họ chỉ có mái che. Và họ đang võng rồi treo lên để ngủ. Và họ không mặc quần áo. Họ không có quần áo.
Trong nhiều bộ phim tài liệu tôi đã xem, họ không có quần áo, họ chỉ sống tự nhiên, chỉ là thói quen. Họ không cảm thấy lạnh như chúng ta. Nhiều đạo sĩ tại Ấn Độ, họ không mặc quần áo. Họ quen với cách sống đó, hoặc họ dùng tro bôi lên người để giữ ấm. Có một câu chuyện về một vị linh mục, cha Thiên Chúa Giáo đi đến Nam Mỹ hoặc Trung Mỹ trước đây, lâu, lâu lắm rồi, vài trăm năm trước. Trước khi chúng ta có cái gọi là quốc gia Hoa Kỳ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trước khi chúng ta có nước đó, ông đi đến đó bằng thuyền hay tàu hoặc gì đó trước đây, và khi đi đến đó và không biết sao mà bị lạc. Và rồi may mắn thay, người bản địa lúc đó họ cứu ông. Tàu của ông ấy bị chìm hoặc gì đó. Bất luận là gì, ông đi và sống với các bộ lạc bản địa. Và ở đó họ đối xử với ông tốt, vô cùng tốt. Họ cho ông mọi thứ họ có như ngô, ngũ cốc và nước, mọi thứ. Ngoại trừ quần áo, bởi vì họ không có quần áo. Họ là người bản địa, có lẽ thổ dân da đỏ thời đó, nên ông chỉ sống như vậy. Sau một thời gian, quần áo của ông bị hỏng, rách nát, hoặc ông có lẽ không có quần áo nữa sau khi tàu đắm. Tôi không nhớ hết, không quan trọng. Sau một thời gian, ông không thể có quần áo nữa, đó là phần kết luận. Ông không có gì cả. Và sau đó ông quen với lối sống đó, đến nỗi khi ông được giải cứu bởi quốc gia của ông, đó là một linh mục Tây Ban Nha. Và rồi được mang trở về. Ông đã viết nhiều lá thư nói người bản địa văn minh thế nào, nói người bản địa yêu thương tử tế và rộng lượng thế nào. Vì vậy đừng quấy nhiễu họ, đừng giết họ, đừng... Nhiều điều như vậy, tôi nghĩ tôi có chuyện đó. Tôi đã đọc truyện đó cho quý vị rồi. Không à? Có lẽ bây giờ tôi quên rồi. Tôi đã đọc quá nhiều truyện. Cảm ơn quý vị. Ý nói cảm ơn quý vị và anh chị em đồng tu quý vị. Quá nhiều thứ trong đầu tôi. Hãy tưởng tượng ở tuổi tôi vẫn còn nhớ rất nhiều. Vậy là may mắn lắm rồi. Và sau đó ông trở lại khu vực gọi là văn minh, có lẽ với thống đốc hay viên chức cao cấp Tây Ban Nha, đại khái vậy. Và họ đưa cho ông quần áo để mặc. Lúc đầu, ông không thể. Ông không thể chịu nổi vải chạm vào da ông. Phải mất một thời gian rất dài, ông mới có thể mặc quần áo, vì ông phải mặc. Hãy tưởng tượng nếu tôi nói, ồ, đều là hoán tưởng, tôi không cần. Chỉ không mặc gì hết và đi ra ngoài đó. Và cảnh sát sẽ làm gì? Như vậy có lẽ đã kết thúc tất cả câu hỏi của chị. Tôi không biết tại sao nói quá lâu sau đó. Nói nghe tại sao? Vì Ngài nói Ngài không thể giải thích những gì từ thế giới cao đẳng hơn. À, đúng vậy. Vì chúng ta không thể miêu tả những điều mà chúng ta chưa bao giờ biết. Giống như người Amazon, họ chưa bao giờ nhìn thấy người và họ không biết quần áo. Cư dân Amazon thật, một số bộ lạc sống nơi rất hẻo lánh. Tôi không biết làm sao họ tìm thấy những người bản địa sau một thời gian. Nhưng người bản địa không làm gì cả với họ. Người bản địa đối xử với họ tốt. Người bản địa còn văn minh hơn nhiều người chúng ta. Đáng buồn thay, đó là như vậy. Người bản địa đối xử với họ tốt. Người bản địa cho thức ăn này nọ. Và người bản địa cho phép họ quay phim. Tôi đã xem nhiều bộ phim tài liệu. Được. Tôi vẫn còn rất nhiều tài liệu để kiểm tra, và quý vị cũng vậy. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư hội thảo trực tuyến cùng nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư vào ngày 10 tháng 3 năm 2021.